tóm lược giai đoạn cấp giáo phận của Thường Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 16. Với hành trình 2 năm, từ năm 2021 đến năm 2023, chia thành 3 giai đoạn: cấp giáo phận, cấp châu lục và cấp hoàng vụ. Thường Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 16 mời gọi tất cả con cái mình và những người thành tâm thiền trì khác cùng tham gia vào tiến trình này để cùng nhau gieo bước hành trình vì một hội thánh hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sự vụ. Thường Hội đồng đã được khai mạc trọng thể tại Roma vào các ngày 9 và 10 tháng 10 năm 2021. Trong dòng chảy đó, tại Tổng giáo phận Huế, Thường Hội đồng, cấp giáo hội địa phương cũng đã được Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh khai mạc vào Chúa Nhật thứ nhất mùa vòng ngày 28 tháng 11 năm 2021. Và từ đó cho đến nay, toàn Tổng giáo phận Huế chúng ta đã chung bước hành trình với nhau và với mọi Kitô hữu trên toàn thế giới để cùng chung xây một giáo hội và thế giới hiệp nhất yêu thương. Một thoáng nhìn lại với chặng đường Thường Hội đồng cấp giáo phận, Tổng giáo phận Huế chúng ta đã thực sự bước đi trong thần khí của hội thánh hiệp hành. Khởi đi từ thư mục vụ Noel năm 2021 của Đức Tổng giám mục Giuse cùng với sự cố vấn và hướng dẫn của cha tổng đại diện và nỗ lực công tác trực tiếp của ban linh hoạt, những thông báo, những lời mời gọi đã không ngừng được loan đi để toàn gia đình Tổng giáo phận cùng lên đường. Trong thực tế, toàn Tổng giáo phận đã có nhiều hoạt động chi tiết, đa dạng trong suốt thời gian qua. Trong đó, các hoạt động chính yếu là: trước tiên, một ban linh hoạt của Tổng giáo phận đã được Đức Tổng Giuse thành lập. Tiếp đến là hoạt động đào tạo về tinh thần và lối sống hiệp hành cho mọi tín hữu, như Thường Hội đồng Giám mục lần thứ 16 mời gọi, qua nhiều sinh hoạt và phương tiện khác nhau như các buổi học hỏi giáo lý về hiệp hành, các cuộc thảo luận trao đổi về các chủ đề của Thường Hội đồng, nhất là qua trang web Tổng giáo phận với đề mục Hội thánh hiệp hành. Ban linh hoạt cũng cung cấp nhiều tài liệu để hỗ trợ các giáo xứ và cộng đoàn tu trì như tài liệu chuẩn bị và cẩm nang, giáo lý về hiệp hành. Trong đó nổi bật là 12 video, bao gồm một video giới thiệu về Thường Hội đồng, một video về 25 câu giáo lý hiệp hành và 10 video về 10 chủ đề cốt lõi cần được khám phá. Nhờ đó, toàn giáo phận cũng đã thực hiện các cuộc gặp gỡ, lắng nghe Chúa Thánh Thần, lắng nghe lời Chúa, lắng nghe nhau, nhất là lắng nghe trực tiếp những tâm hồn có hoàn cảnh đặc biệt, nghèo đói bệnh tật, sống bên lề hoặc xa cách giáo hội. Cùng đi theo Chúa, muôn người bước chung nhịp Chúa đưa, và luôn được Chúa lắng nghe mong từng người đáp thưa. Xin thật lòng chia sẻ, chí tâm thông hiệp với hội thánh. Xin Chúa giúp chúng con biết tìm theo ý Ngài. Cụ thể là các giáo xứ và cộng đoàn dòng tu đã tổ chức các giờ hiệp hành rất sống động, linh hoạt, đa dạng, cùng với các cuộc gặp gỡ tiếp xúc cá nhân hoặc theo từng nhóm nhỏ. Trong tương quan với Chúa cũng như là với nhau, luôn luôn gặp gỡ, luôn luôn lắng nghe cùng nhau phân định. Đó là những việc chúng con phải làm để hiệp hành cùng sống đức tin và loan báo tin mừng. Trong hơn 6 tháng qua, tinh thần hiệp hành còn được thực hiện đặc biệt
qua các giờ cầu nguyện mỗi tối thứ bảy hàng tuần, để cầu nguyện cho Thường Hội đồng Giám mục lần thứ 16 và cầu cho các nạn nhân của dịch bệnh. Chúa muôn người bước chung nhịp Chúa đưa và luôn được Chúa lắng nghe mong từng người đáp thưa. Xin thật lòng chia sẻ chí tâm thông hiệp với hội thánh. Xin Chúa giúp chúng con biết tìm theo ý Ngài. Những cuộc thi rung chuông vàng hướng tới hội thánh hiệp hành dành cho giới trẻ, sinh viên, học sinh cũng được tổ chức. Các cuộc thăm viếng trực tiếp của các cha quản sự, của các tu sĩ, chúng sinh, giáo dân, trong đó có ban linh hoạt cùng đồng hành, để nghe cho được tiếng lòng của bao người, nhất là những anh chị em ít được quan tâm lắng nghe. Trong yêu thương bác ái, hết mọi người chúng con, luôn luôn hiệp thông tham gia sứ vụ hội thánh nơi nơi. Ghi lời Chúa dạy, lắng nghe thành thần, cùng một lòng mà đi với nhau, làm thế giới tươi màu. Tất cả các hoạt động trên đều nhằm thực hiện tinh thần của hội thánh hiệp hành, đó là cùng đi với Chúa Thánh Thần và cùng đi với nhau, cùng mở ra những cuộc gặp gỡ và lắng nghe tất cả các thành phần dân Chúa. Như thế, đúng như chỉ dẫn đầu tiên và quan trọng của Đức Thánh Cha Francisco, tiếng nói đầu tiên của Thường Hội đồng Giám mục lần này không khởi đi từ Roma, nhưng đi từ các giáo hội địa phương. Mục đích là để mẹ hội thánh có cơ hội lắng nghe tất cả con cái mình và lắng nghe mọi người, nhằm xây dựng những đường hướng mục vụ thực tiễn và hiệu quả cho con người trong thế giới ngày nay. Cùng đi theo Chúa, muôn người bước chung nhịp Chúa đưa và luôn được Chúa lắng nghe mong từng người đáp thưa. Xin thật lòng chia sẻ chí tâm thông hiệp với hội thánh. Xin Chúa giúp chúng con.